Thưa các bạn, giờ thì tôi đã có mặt tại thị trấn Đồng Văn. Đồng hồ đã chỉ 5 giờ 50 phút chiều tối, có nghĩa là chúng tôi tới Đồng Văn vừa kịp so với dự tính. Phía trước mặt tôi đây là khách sạn Đá Nhớ, là nơi mà chúng tôi sẽ lưu trú ở đây buổi tối hôm nay. Bây giờ thì mọi người xuống xe chuyển đồ vào khách sạn để làm thủ tục check-in. Chúng tôi sẽ nhận phòng nghỉ ngơi đôi chút rồi chuẩn bị tập trung để đi ăn tối. Vâng, mùa này tháng chạp cho nên là trời cũng lạnh, mặt trời thì đã xuống núi chừng vài chục phút. Và trước đó thì cũng vì tối trời ánh sáng yếu cho nên cung đường di chuyển từ Cán Tỉ lên đây, tôi không có hình ảnh nào về chặng đường này. Chỉ biết là cung đường quanh co, một bên là vách cao, bên kia là vực sâu và xung quanh toàn là đá. Tóm lại, có mặt tại đây đã là thành công bước đầu. Anh Chính ơi! Vâng, hôm nay do có liên hệ đặt phòng trước cho nên nhân viên khách sạn cũng làm thủ tục khá nhanh. Và bây giờ thì mọi người đã nhận chìa khóa cho phòng của mình. Đấy, đi bộ còn nhanh hơn. Tôi thấy phòng ngủ cũng khá là tiện nghi. Và từ trong phòng này tôi sẽ thử ra ban công để nhìn bầu trời thị trấn Đồng Văn vào lúc 18 giờ buổi tối. Hôm nay là thứ Bảy, mùng 4 tháng 1 năm 2020. Tôi đang ở trên tầng 3 của khách sạn Đá Nhớ. Phía tôi đang nhìn là khu vực chợ Đồng Văn. Tối trời cho nên khó quan sát được chi tiết những cái gì ở khu chợ này, nhưng cũng thấy được ánh đèn điện sáng ở dưới kia, và ngay dưới chân tòa nhà này thì là con đường dẫn xuống chợ. Vẫn thấy một số người bán hàng, nhưng khách đi lại ở đây thì cũng đã thưa thớt. Giờ thì tôi đã xuống bên dưới và nhìn về khách sạn Đá Nhớ từ phía trước. Hiện tại thì anh chị em trong đoàn cũng đang đợi mọi người để cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng ngay gần đây cho tiện. Chúng tôi đang có những trải nghiệm mới, bắt đầu là thấm đẫm cái không khí của một buổi tối đầu tiên ở một nơi xa, một miền dẻo cao, miền công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Tối nay thì anh chị em sẽ nghỉ tại khách sạn Đá Nhớ, rồi chúng tôi cũng sẽ thấy phố cổ Đồng Văn, rồi những cà phê phố đá, rồi rất nhiều đá của một miền núi đá. Thưa các bạn. Máy của mình ngay. Thưa anh, chúng tôi đang bước vào tắm anh. Cứ vào thôi, vào thôi. Vào thôi, buổi tối thì hải yến cơm lẩu thắng cố. Ôi, đây này, mẹ gà đen đây này, gà đen đây này, gà đen đây này, ôi dồi ôi. Chưa, món gà đen, gà mông đấy. À. À, đây là lợn thui, lợn đen thui. Đây, lợn đen đây. Ừ, lớp mỡ gì ngon nhỉ? Đấy, còn đây là các loại rau. Rau gì đây? Không biết. Rau thòm bóp. Đây là rau như là tam giác mạch kia. Các cái loại rau cải mèo. À. Lên tầng 2 thưởng thức món thắng cố lẩu có bò thế này của nhà hàng Hải Yến. Người ta cứ bảo vui mà cái này không ai vui, không vui cũng thể.
Lấy kìa. Dạ. Chú cái ly để uống rượu với cho chú mấy cơ, mấy ca có đá nhá. Giống lại. Tối nay tập trung phòng môi. Yeah, cánh đồng hương nó đang đấy à? Chạm tí cho nó. Xem là tiến độ của cái nồi này nó vơi đến mức nào để còn so sánh với các mâm. Rồi, cái này nó mở bên cạnh. Không hết rồi. Hết rồi, đến sáng đây em vẫn cầm được. Quên được sao được anh. Sáng mở khai rồi. Bắt cướng nước này. Mà tuổi
Trên một tảng đá luôn. À, tóc này là một sự cầu. Đừng vâng, thưa các bạn, tại thị trấn Đồng Văn của tỉnh Hà Giang này thì chúng tôi đang làm một cái cuộc tản bộ dạo quanh cái khu mà được gọi là khu phố cổ. Tuy nhiên đấy thì ở chỗ này là một cái dốc mà phía trước chúng tôi có cái biển đề Agribank, tức là ngân hàng nông nghiệp của huyện, và ngay bên trái tôi đây thì có cái trụ sở của trung tâm giao dịch ngân hàng chính sách của huyện Đồng Văn. Bây giờ thì tôi đang đi xuống một con dốc, và ngay bên trái tôi thì là đây là một cái hotel rất là to, hotel Hoa Cương. Nó có lẽ cao đến hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng. Đây là các cái hàng quán xung quanh phố cổ, cũng khá là êm đềm. Nhiệt độ bây giờ thì khoảng độ 15 độ gì đó, cũng hơi rét nhưng mà không rét lắm. Đây, cái bờ tường của khách sạn Hoa Cương, một cái khách sạn đấy đến 9 tầng và một cái diện tích tôi nghĩ có lẽ phải đến hàng nghìn mét vuông. Chúng tôi đang đi xuống cái con dốc của phía ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn của huyện Đồng Văn. Này, phía trước tôi đây cũng là chi cục thuế đây, chi cục thuế. Đấy, cái biển đề chi cục thuế. Và đây là tôi đang đi vào cái phố như giống như phố đi bộ ở Hà Nội ấy. Nhưng mà đây là tại thị trấn Đồng Văn, cao nguyên đá Đồng Văn. Một cái con phố rất là yên tĩnh. Đó đây thì chỉ có một số nhóm thanh niên đi bộ êm đềm như này. Bên trên thì là các cái đèn được trang trí rất là bắt mắt. Đây, cái này là cổng của trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn, biển trụ sở huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn. Và tôi đang tiếp tục đi bộ trên vỉa hè của cái đoạn phố huyện Đồng Văn, mà phía trước tôi thì đó chính là cái khu vực phố cổ Đồng Văn. Có một vài cái nhóm thanh niên đi bộ rất là vui vẻ bên cạnh đường như này. Đồng Văn bây giờ thì cũng được trang hoàng và rực rỡ hơn ngày xưa rất nhiều. Đây là cái cổng chợ phố cổ Đồng Văn. Tôi bắt đầu đi vào cái cổng chợ phố cổ Đồng Văn được trang hoàng đèn LED. Đây, phố cổ Đồng Văn này. Với các bậc đá đi lên cũng khá thuận tiện cho khách. Vào ngày lễ hội vừa rồi thì ở đây được trang hoàng bằng những cái giỏ hoa tam giác mạch rất là bắt mắt. Tuy nhiên bây giờ thì cũng cơ bản là hết mùa của hoa tam giác mạch rồi. Bên này là cái gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm địa phương đây. Trên này có rất nhiều thứ. Đây, chúng ta có thể dạo quanh cái biển đề phố cổ Đồng Văn. Có một vài đôi thanh niên chụp ảnh đây. Phía trên một cái vách núi đá kia thì
có một cái biển đề tôi đọc là trên cái vách đá rất cao kia. Đây, Đồng Văn Điểm Hẹn. Rất là sáng. Tuy nhiên nó khá xa, từ đây lên đấy chắc là phải mấy trăm mét. Tôi zoom nó lại để nhìn nó rõ. Rồi. À, bây giờ thì từ cái biển đề phố cổ Đồng Văn này thì tôi sẽ đi vào một cái gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm của địa phương. Gian trưng bày và bán sản phẩm của địa phương. Có những cái giấy treo và bày bán những cái đồ thổ cẩm. Đây là một số những cái gì đây? Các cái loại thuốc nấm, nấm hương rừng, nấm hương rừng. Một số loại trà đây. Đây cũng là một cái số cái thứ mà đồ thổ cẩm như là vải lanh. Vải lanh và vải được dệt nhuộm bằng những cái hoa văn có tính chất là dân tộc địa phương ở đây. Ở đây thì chủ yếu là dân tộc Mông, người Lô Lô, người Giấy, một số ít thì là Tày Nùng. À, trên này có những cái chiếc khèn, táo đỏ Tân Cương. Đâu có cái táo đỏ Tân Cương. Nhân hàn ốc chó. Mật ong bạc hà đây. Mật ong bạc hà. Như vậy là 200. Với một cái 500ml này thì bán 200, có nghĩa là cũng 400 một lít, không đắt lắm. Này em ơi, một cái khèn này mình bán được bao tiền này? 1 triệu 1. À thế à, nhưng mình không biết thổi khèn thì cũng thật là ấy. Nhờ nghệ nhân thổi à. Cái này thì người nào người học nghệ thuật người ta thổi được mà. À, nhưng mà mình không hiểu lắm thì cứ cái thổi cũng không ấy nhỉ. Mình cứ thổi học cho người dân nữa. Thổi kêu mà không hiểu. À, giá kể nếu mà mình biết thổi khen mà có một cái khen này thì cũng hay đây. Nhưng mà sao nhiều tiền thế nhỉ? Không, nhưng mà nếu mà treo ấy thì có lẽ là cũng không cần phải mua cái nhiều tiền thế, tại vì cái âm thanh ở trong họ làm rất là khó, mà mình chỉ có treo không thì rất là lãng phí. Cũng nhiều người họ biết thổi mà, thổi hay lắm. Những dịp đứng ở sắp Tết ấy, à. Xuân bắt đầu thanh niên họ mang theo cái khèn đi thổi những điệu khèn mùa hay lắm. Nghe du dương. Đây bên này là sản phẩm của Tam Giác Mạch. Sản phẩm từ Tam Giác Mạch, xem nào, rượu Tam Giác Mạch này. Thế rồi là cái gì đây, siro Tam Giác Mạch này. Rồi là gì đây, bánh Tam Giác Mạch này. Các loại rượu, ôi cái này chắc là không. Cái này không phải Tam Giác Mạch nhỉ? Rượu Tam Giác Mạch. Rượu này là ta là Tam Giác Mạch họ ủ men sau đó là nấu thành rượu đấy. Vâng, đây là một cái gian hàng chuyên về Tam Giác Mạch, bia Tam Giác Mạch luôn. À, bia Tam Giác Mạch. À, hóa ra cái này là bia Tam Giác Mạch. Đây. Đấy. Hương liệu Tam Giác Mạch. Tôi nghĩ là cái bia này thôi, nhưng mà ít ra thì nó cũng là sản phẩm từ Tam Giác Mạch. Mà đây là gì đây? Rượu Tam Giác Mạch, đặc sản rượu. À không, đây là rượu ngô. Rượu ngô Chí Sán. Không phải Tam Giác Mạch. Cái này rượu ngô, không phải rượu Tam Giác Mạch. Đây. Đây là gì đây? Ớt gió sóc muối. Ớt gió sóc muối. Ớt gió xong muối thì cực kỳ cay luôn, quả nhỏ xíu luôn. Quả nhỏ xíu này, cả quả xanh, cả quả chín này. Tôi nghĩ là chắc giá nó cũng không đắt, mấy chục nghìn. À, 90.000. 90.000 một cái lọ ớt này. Nếu mà ai ăn được ớt thì nên mua.
Đây là những cái gì đây? Đây là những cái gì đây? Mật ong bạc hà. Mật ong bạc hà này, chữ danh này, nếu đúng thực sự là mật ong bạc hà thì đắt mấy cũng nên mua, bởi vì nó có tác dụng chữa bệnh rất là tốt. Đây là những cái đồ cột cờ lũng cú này, và những cái sản phẩm mỹ nghệ. Nó là một cái khen của người Mông kết hợp với một trái tim rất là xinh xắn, rất là hay. À, đây là một cái trống to vĩ đại luôn. Không biết là trống này thì họ cất từ những cái da trâu của con trâu nào, nhưng mà có lẽ đây cũng là một cái có tính chất tượng trưng mô hình thôi. Chứ làm gì mà có cái trống to như thế này, đúng không? Chẳng có con trâu nào mà để làm được cái trống này với một cái tấm da của con trâu ấy cả. Vâng, thôi có lẽ là tôi lại dạo bước ra phía bên ngoài để có thể chiêm ngưỡng cái phố cổ Đồng Văn vào một cái buổi đêm thứ bảy như thế này. Và hôm nay thì là ngày mùng 4 tháng 10, à xin lỗi, mùng 4 tháng 1 năm 2020. Chúng tôi đang có mặt tại phố cổ Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Tôi sẽ đi lang thang thần tha thêm một chút nữa. Vâng, và vừa mới rời cái khu vực chợ phố cổ Đồng Văn thì tôi đã gặp mấy anh em đồng nghiệp ở đây đang điện thoại cho người thân. Thôi chào. Đấy. Không khí rất là mát đúng không? Đấy, vừa phải, nếu mà nóng quá thì cũng không hay, nhưng mà đấy, lạnh quá thì cũng rất là vất vả. Nếu mà ông vào xem cái mà YouTube mà chú Bảy làm ấy, chú làm rất nhiều chương trình. À, ghi chép mai, đặc biệt là các bạn đấy, Hà Giang mai lại tiếp tục đi đấy. Mai chú lên Mã Pì Lèng nhé. À có chứ. Lên mai lên điểm dừng chân Mã Pì Lèng là chỗ của cháu. À. Đây là ông chủ. Bây giờ là ông chủ. Rồi rồi, ok ok. Ngày xưa ông Khang là chủ, bây giờ ông này ông chủ. Rồi rồi, ok ok. Rất hân hạnh. Bảo anh em lên đây là ông Khang rồi cái luôn. Tôi ở đây luôn. Được rồi, tôi biết rồi. Lấy tôi đến đây tôi nhận biết ông ở đây rồi. Tôi tắm rửa xong tôi mới gọi. Hiểu chưa? Bạn nghe nó đi đến đâu phải nhắn lại cho mình đi. Hả? Hả? Đi vào nhà mình à? Thế tôi đi vào nhà với nó à? Rồi. Đang view trực tiếp. Chúng tôi thấy một cái xe biển số 98 trông rất quen, không biết là danh tính chủ của nó là ai. Thôi tôi cứ xoay lại đây. Đây là một chiếc xe Corona Atis. Nhưng mà biển là của nhà mình. Atis, biển số 98A16862. Đúng của nhà thôi, mình. Ta biết là như vậy. Đây, chúng tôi thấy có một cái đường, cái tên đường của nó là tên đường Sùng Dúng Lù đây. Đấy, tôi nghĩ chắc là nhân sĩ trí thức hay là nhà cách mạng hoặc là các vị tiền bối nào đó của Đồng Văn thì được mang tên đường ở đây. Đây, bên này cũng có cái biển đề đường Sùng Dúng Lù đây. Đấy, đường Sùng Dúng Lù luôn. Tôi sẽ tiếp tục đi dạo quanh cái khu này. Đây lại là khách sạn Hoa Cương và phía này là cái nhà hàng Hoa Cương phục vụ khách. Tôi nghĩ có thể phục vụ hàng một số trăm người khách khi mà có dịp đến Đồng Văn này. Taxi Hưng Thịnh. Nhà hàng Hưng Thịnh. Đây nó ra vào đây sao à? Nhà hàng Hưng Thịnh luôn. À, chúng tôi vào karaoke Queen. Karaoke Queen kính chào quý khách.
Anh ơi, em ra chào anh ạ. Đúng rồi đấy, không có bóng dáng, không có taxi làm nhầm. Đó là vấn đề là nó chở ai đi đâu ấy. Chắc chở ai đâu. Thế còn nếu mà muốn đi thì là hỏi một số dân, người ta vẫn chỉ cho những cái người mà người ta làm phục vụ. Nhưng mà còn bảo là biển hiệu công ty taxi thì không có. Nhưng mà có một số người người ta làm phục vụ. Người ta chỉ chở ông kia thôi. Thế thôi. Không phải công ty taxi. Đi lên đây làm ăn gì thì được. Mấy ông xe ôm bảo là vấn đề là em cũng làm được, nhưng mà vấn đề là ai đi đâu mới làm ăn. Rượu nhiều thì mới là nó là đơn giản thôi, nó đơn giản, nó là tối thiểu luôn, và cái tính độc lập của nó cao lắm. Nó đi nó không được, bố mẹ đi theo nó sau 18 tuổi đi nó chủ động các nước. Mình thứ nhất là khó khăn về tài chính, hay là khó đi. Đập đá. Xong giai đoạn 2 là ngáo đá. Vào đập đá xong thì ngáo đá.